Hello các tình yêu, thầy Huy đây. Và ở video này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái khóa học online của thầy Huy lớp toán 11 và 12 nhé. Thế thì đầu tiên thì chúng ta cùng giới thiệu qua một chút xíu xem là thầy Huy có một chút những cái thành tựu mà muốn khoe với các bạn một chút xíu nhé. Được chưa? Thế thì ngày xưa mà hồi thầy còn học lớp 9 thì vào 10 thì thầy đạt được điểm 10 tuyệt đối ở môn toán. Được chưa? Đấy, thì sau đó đến lớp 12 thì thầy đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi toán 12 toàn thành phố Hà Nội với tổng số điểm 18/20. Đấy, và sau này thi đại học thì thầy đạt 29 điểm. Đấy, thầy cũng là tác giả của cuốn sách Bí kíp học tập toàn diện và đâu đó đã có bạn từng biết đến. Được chưa? Đây là cuốn sách mà thầy cũng đã từng đặt chân đến rất là nhiều trường để diễn thuyết và chia sẻ ở dưới cờ. Thế nên là nhiều bạn cũng đã sở hữu cho mình cái cuốn sách Bí kíp học tập toàn diện này. Và ở trang số 8 đây, bạn nào mà có sách thì các bạn đã xem rồi. Trang số 8 nó có in cả cái ảnh chân dung của thầy, nhìn khá là đẹp trai. Được chưa? Đó. Tiếp nữa đó là thầy cũng là một cái diễn giả truyền cảm hứng và chia sẻ phương pháp học tập đến với các bạn học sinh ở nhiều trường trung học phổ thông trên cả nước. Đấy, thì thầy tin rằng là cũng có nhiều bạn đã bắt gặp thầy đâu đó ở các trường rồi. Và thầy cũng đã có rất là nhiều những cái kinh nghiệm dạy toán, đặc biệt là và luyện thi dành cho các bạn học sinh toán từ lớp 6 đến lớp 12. Và thầy thực hiện những cái video bài giảng online này để mong rằng là sẽ truyền cảm hứng, truyền cái việc kinh nghiệm học toán của thầy đến với nhiều các bạn học sinh trên khắp mọi miền của Tổ quốc hơn. Được chưa? Thế thì thầy xin phép được chia sẻ với các bạn một thông tin thú vị như sau. Đó là ở cái tuổi của các bạn, đó là cái tuổi cấp 3 hoặc cấp 2 đi. Đấy, từ cấp 2 đến cấp 3, lứa tuổi học sinh này thì chúng ta có thể làm tốt rất là nhiều thứ và có thể làm mọi việc nó trở nên tiến bộ hơn rất là nhiều, đặc biệt là trong việc học. Thế nhưng cái điều quan trọng đó là ở cái lứa tuổi này thì cũng phải cung cấp cho các bạn đủ một cái được gọi là lý do thì các bạn mới làm. Đấy. Ví dụ như bây giờ thầy minh họa đơn giản như này nhé. Bây giờ các bạn đi học mà mỗi một con điểm 9, điểm 10 trên trường, đấy, môn toán, bố bạn thưởng cho bạn 500.000. Đấy, thì rõ ràng là bạn sống chết là sẽ đạt điểm 9, điểm 10 mà không cần bố mẹ phải giục đi học, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà sao? Mình được điểm có khoảng điểm 8, điểm 9 về nhà, khoe bố, khoe mẹ. Bố mẹ bảo ôi giời ơi, có được 8, 9 mà cũng phải khoe, ngày xưa tao 10 suốt. Đấy, thế tự dưng mình lại thui chột đi cái động lực. Vậy ở lứa tuổi các bạn thì quan trọng nhất đó là cái lý do, phải cung cấp cho các bạn đủ cái lý do. Thì cho dù có cách xa nhau cả một hàng nghìn cây số, cả Bắc Nam của đất nước, thì chúng ta vẫn có thể đến được với nhau để yêu nhau. Cái quan trọng đó là gì ạ? Lý do, đúng không ạ? Đấy, thế thì bây giờ thầy sẽ cung cấp cho các bạn cái lý do tại sao các bạn cần phải học giỏi, tại sao các bạn cần phải học online toán thầy Huy. Được chưa? Thế bạn không học online toán thầy Huy, bạn không học giỏi hơn thì cơm bạn vẫn ăn 3 bữa, quần áo bạn vẫn mặc cả ngày. Vậy tại sao đây? Đấy, thầy sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Có một anh thanh niên chạc cỡ khoảng 15-16 tuổi đến gặp một vị tỷ phú đô la và hỏi tỷ phú rằng: "Thưa thầy, thầy ơi, làm thế nào để cuộc sống của con trở nên giàu có và hạnh phúc hơn thưa thầy?" Vị tỷ phú đô la đáp ngay: "Con chính xác phải trở thành một triệu phú đô la." Chàng thanh niên ngạc nhiên: "Ô thầy ơi, triệu phú à thầy, có nhất thiết phải cần nhiều tiền như vậy cuộc sống của con nó mới hạnh phúc và vui vẻ được không thầy?" Tỷ phú đáp: "Vấn đề không phải là tiền con ạ. Vấn đề ở chỗ con người của con trở thành khi con là một triệu phú đô la. Khi con là một triệu phú đô la rồi thì sao? Thì con đang sở hữu khối óc, tư duy của một triệu phú đô la, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và mối quan hệ của một triệu phú. Và dẫu rằng con mất hết sạch cái đống tài sản con đang có, thì với tư duy, kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng của một triệu phú đô la, con hoàn toàn có thể kiếm lại lượng tiền, lượng của cải lớn hơn thế rất là nhiều. Vấn đề nó nằm ở con người của con trở thành khi con là một triệu phú, chứ không phải đống tiền mà con đang sở hữu." Vậy liên hệ gì đến việc học của chúng ta? Nhiều bạn nghĩ rằng cố gắng học giỏi để có một cái tấm bằng khen cuối học kỳ. Không phải đâu các bạn ạ. Quan trọng đó là con người của chúng ta trở thành khi chúng ta là một học sinh giỏi. Khi bạn là một học sinh giỏi thì sao? Tức là bạn đang sở hữu tư duy, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của một học sinh giỏi. Và dẫu rằng sau này trong bất kỳ một môi trường nào, một công ty, một xí nghiệp, một doanh nghiệp nào, bạn đều có thể tồn tại, phát huy được cái năng lực của bản thân mình. Hãy nhớ, con người của bạn trở thành quan trọng hơn những gì bạn đang có. Được chưa? Đấy, thế thì với cái lý do như vậy thì chúng ta cần phải bắt đầu ngay, bởi vì thành công là một thói quen thành công nhỏ sẽ sinh thành công lớn hơn, và nó sẽ xây nên một chuỗi các thành công. Thế thì để bắt đầu trong cái chặng đường thành công trong việc học tập của các bạn thì chúng ta hãy lấy môn toán đi, lấy luôn môn toán đi. Các bạn có thể lấy môn khác, văn anh sinh sử địa cũng được, nhưng mà thầy Huy dạy toán nên thầy Huy chia sẻ với các bạn là chúng ta hãy bắt đầu từ môn toán luôn đi. Chúng ta hãy lấy môn toán để bắt đầu làm môn học giỏi trước tiên, và sau đó nó sẽ lan sang các môn khác học giỏi, và cứ như vậy phản ứng dây chuyền xảy ra và bạn sẽ học giỏi tất cả các môn. Bạn sẽ trở thành một học sinh giỏi thật tuyệt vời. Và những bạn nào mong muốn mình trở thành học sinh giỏi, mong muốn mình sở hữu những kiến thức, tư duy, kinh nghiệm và kỹ năng của một học sinh giỏi, thì cái việc mà học online khóa học Thầy Huy là một cái quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của bạn tính đến thời điểm hiện tại. Không tin các bạn hãy thử sắm cho mình cái khóa học này và trải nghiệm nó hết khóa học. Thầy cam kết với các bạn là các bạn sẽ có được những cái điều tuyệt vời trong khóa học. Tại sao lại như vậy? Thì thầy muốn chia sẻ sơ qua một chút xíu về cái cách thầy Huy sẽ dạy các bạn như thế nào nhé. Thế thì đầu tiên thầy sẽ chia sẻ với các bạn bốn cái cấp độ của người thầy. Nói đến đây có vẻ hơi là lạ, nhưng có nhiều bạn sẽ nghĩ thầy ơi, em đi học từ trước đến giờ có khi là toàn thầy cô đánh giá em, nào là học sinh học yếu, học sinh trung bình, học sinh học khá, học sinh giỏi. Chưa bao giờ em có ý nghĩ là em sẽ đánh giá xem là thầy cô thuộc mấy cấp độ thầy ạ. Thế nhưng ngày hôm nay thầy Huy sẽ chia sẻ với các bạn về 4 cấp độ của một người thầy. Cái này không phải do thầy Huy nghĩ ra đâu nha, càng không phải do thầy Huy bịa chém gió ra đâu, mà cái này là do thầy Huy đã từng đọc rất là nhiều các cuốn sách, các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu và người ta viết lại thành sách các bạn ạ. Sau này rồi đây các bạn lên giảng đường đại học, các bạn cũng sẽ đâu đó đi học các lớp kỹ năng mềm, các bạn sẽ được tặng những cuốn sách hoặc mua cho mình những cuốn sách về kỹ năng. Các bạn sẽ thấy nó xuất hiện trong các cuốn sách đấy. Và cấp độ đầu tiên của người thầy mà thầy Huy muốn chia sẻ với các bạn đó là cấp độ người thầy chỉ biết nói và biết viết. Hay nói cái khác, đây là một cấp độ người thầy gần như là theo kiểu là gì ạ? Đây này, cái định nghĩa này trong sách giáo khoa nhé, các em chép vào đi, thầy không tiện viết lên nữa. Hoặc là đơn giản là người thầy chỉ cần cầm cuốn sách và đọc cho các em chép thôi. Thì đây là cấp độ đầu tiên của người thầy chỉ biết nói, chỉ biết viết. Cấp độ số 2 của người thầy đó là người thầy biết giải thích. Người thầy biết giải thích tức là gì? Ví dụ bạn có khó khăn ở một câu hỏi nào đó, bạn hỏi thầy ơi tại sao nó lại như vậy? Người thầy đấy sẽ sẵn sàng giải thích cho bạn. À, nó như thế này đấy con ạ, nó như thế kia đấy con ạ. Đấy là người thầy thứ hai, người thầy biết giải thích. Đó, tại sao nó lại như vậy? Cái cấp độ người thầy số 3 đó là người thầy biết minh họa. Thay vì việc chỉ nói và chỉ giải thích bằng miệng không, bằng lời không, thì người thầy biết dùng các đạo cụ, xung quanh mình để minh họa. Và ví dụ như những cái kiến thức mà các bạn cảm thấy rất là khó khăn thì người thầy biết lôi những công thức ấy, lôi những kiến thức ấy về gần gũi với thực tế hơn. Thầy ví dụ như thế này nhá. Các bạn được học 3 trường hợp bằng nhau của tam giác từ hồi lâu lắm rồi, có thể lớp 7, lớp 8 gì đó. Đó là 3 trường hợp bằng nhau cạnh góc cạnh và góc cạnh góc, đúng không? Thế nhưng mà nếu như người thầy chỉ biết nói và người thầy chỉ biết giải thích thì người thầy sẽ chứng minh cho các bạn một cách rất tử tế thế nào là trường hợp bằng nhau của cạnh cạnh cạnh, thế nào là trường hợp bằng nhau của góc góc góc. Thế nhưng người thầy biết minh họa, người thầy sẽ chia sẻ cho các bạn cách học như sau. 3 trường hợp bằng nhau của tam giác đó là con gà con, gân cổ gáy, cục củ cu. Con gà con nó giống như cái gì ạ? Con gà con nó giống như cạnh góc cạnh. Gân cổ gáy nó giống như cái gì ạ? Góc cạnh góc. Và cục củ cu nó giống như là cạnh cạnh cạnh. Nôi toàn bộ các công thức đó gần với cuộc sống thực tế hàng ngày hơn, chúng ta cảm thấy dễ đi vào lòng hơn, cởi mở với nó hơn và nhớ nó lâu hơn. Bản thân thầy ngày xưa cũng vậy, thầy đã được thầy của mình chia sẻ lại về cách học bằng minh họa các bạn ạ. Hoặc các bạn cũng có thể biết ví dụ như là xin đi học, cốt không học, tang đoàn kết cô tang kết đoàn. Đó, thì đó là những cái mà lôi về những cuộc sống hàng ngày, biết minh họa. Đó là minh họa bằng những hình ảnh trong ký ức của bạn, hoặc có thể là minh họa bằng đạo cụ trực quan. Thầy cô sẽ đáp lên những cái bộ đạo cụ để minh họa cho các bạn. Thì đó là cấp độ số 3 của người thầy. Và cấp độ thứ tư mà thầy muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cấp độ của người thầy truyền cảm hứng. Cấp độ thứ tư, người thầy truyền cảm hứng, thưa với các bạn. Người thầy truyền cảm hứng đó là người thầy biết thắp lên ngọn lửa và những ước mơ đối với học sinh, để từ đó học sinh cảm thấy muốn học, học sinh cảm thấy muốn đến cái lớp học đó, học sinh cảm thấy muốn học cái giờ học của thầy cô đó. Và cái cấp độ thứ tư của người thầy truyền cảm hứng, các bạn ai đã từng có người yêu thì đều hiểu. Mình yêu cô ấy đơn giản vì mình yêu thôi, không biết vì sao cả. mình có cả một cái động lực rất là lớn để mua một món quà hoặc thức một đêm để tặng cho cô ấy, không biết tại sao cả, chỉ đơn giản mình yêu thôi. Đó, thì nó la lá như vậy. Cấp độ người thầy truyền cảm hứng đó là giúp cho các bạn có niềm đam mê, niềm yêu thích cái môn học toán đó. Hình dung ạ? Thì đó là 4 cấp độ về một người thầy. Đó, người thầy chỉ biết nói, biết viết này, người thầy biết giải thích này, người thầy biết minh họa, và cuối cùng đó là người thầy truyền cảm hứng. Thì trong cái bài giảng của thầy Huy mong muốn là mình sẽ truyền tải đầy đủ 4 cấp độ đó đến các bạn. Thầy biết là có nhiều bạn đã học rất là tốt rồi, bạn ấy không cần phải truyền cảm hứng đâu, bạn ấy cũng không cần phải minh họa quá nhiều đâu. Bạn ấy cần thầy giải thích xem tại sao lại dùng cái công thức này. Bởi vì bạn đã học rất là giỏi rồi, đặc biệt những bạn học trường chuyên đó, bạn ấy không cần phải truyền động lực thêm. Nhưng có những bạn thì sao? Bạn ấy chán ghét môn toán lắm, và điểm lúc nào bạn ấy cũng chỉ cỡ khoảng 6, 6,5, 7 là quay đầu, không thể hơn được. Bạn cảm thấy mình không thể học giỏi hơn môn toán được. Thì những bạn học sinh như vậy lại cần phải tiếp thêm cái ngọn lửa để học tập, lại cần phải truyền thêm động lực, minh họa thật nhiều để bạn ấy cảm thấy môn toán gần gũi hơn, thân thiện hơn và tiến bộ hơn. Được chưa? Đấy, thì thế nên là trong cái bài giảng của thầy Huy thì thầy Huy không phải là chỉ dùng một cấp độ để truyền tải cho các bạn, mà thầy Huy dùng cả 4 cấp độ đó. Sẽ có những lúc các bạn thấy thầy Huy sẽ giải thích, sẽ ghi, sẽ minh họa cho các bạn, và sẽ có lúc thầy lấy những cái ví dụ mà các bạn sẽ cảm thấy phì cười, và có thể các bạn quên cái công thức đấy rồi, nhưng các bạn vẫn mang máng về cái mà thầy Huy minh họa cho các bạn, và có thể từ đó các bạn lại nhớ ra công thức. Đó sẽ là những cái ví dụ mà gần ngay với cuộc sống đời thường của các bạn. Thầy hay nói toán học là cuộc sống. Những người xung quanh chúng ta, ông bà, bố mẹ, rồi con cái sẽ được đưa hết vào trong các ví dụ để các bạn cảm thấy mọi thứ rất là chân thực. Được chưa? Hay đơn giản, đây thầy lấy một cái ví dụ như này nhá. Chúng ta học về phần tổ hợp lớp 11 đi, tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị và nhị thức Newton đi. Một cái phần mà tưởng chừng là khó khăn và sau này các anh chị lớp 12 gần như quên hết. Thế thì làm như thế nào để các bạn nhớ đây? Chúng ta sẽ biến những cái công thức đó gắn liền với những người thân thích trong gia đình của chúng ta. Ví dụ học về tổ hợp đi, hay là học về chỉnh hợp đi. Chỉnh hợp đó là cái sự sắp xếp của một cái tập hợp nào đó. Đó, thế thì câu chuyện là bây giờ những công thức, mọi thứ định nghĩa rất khó khăn. Chúng ta sẽ lấy những ví dụ như là trong gia đình của chúng ta có con, có mẹ và có bố, đúng không? Thì gọi tắt thành con mẹ bố, đúng không? Đấy, thì vậy là gì nhỉ? Sẽ có 3, ví dụ như là đi xem phim mà có 3 cái ghế để sắp xếp cho con mẹ bố, đúng không? Thì sẽ có gì? Đầu tiên sẽ là gì? Con ngồi trước, mẹ ngồi thứ hai, bố ngồi thứ ba, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể đổi ngược lại, đó là gì? Con bố mẹ, hoặc là chúng ta có thể đổi lại là con mẹ bố, hoặc là bố con mẹ, hoặc là mẹ con bố. Đấy, tức là chúng ta đảo đi, là tạo ra những cái trường hợp mới. Vậy đó là chỉnh hợp đấy. À, vậy là cái rồi thầy nói thì có thể sẽ khiến cho các bạn bật cười, có thể các bạn liên tưởng đến điều gì đó. Thì cái việc mà thầy đã khiến cho các bạn liên tưởng được đến điều gì đó, đó chính là đã kích thích cái sự ham muốn và cái trí tò mò trong bản thân bạn về toán học, và từ đó bạn sẽ bắt đầu cảm thấy lôi cuốn và học tiếp những phần tiếp theo. Ok không ạ? Đấy, thì đấy là cái cách mà thầy Huy sẽ dạy toán cho các bạn. Ok, vậy là thầy đã chia sẻ với các bạn những vấn đề gì? 1, đó là why. Thầy cung cấp cho các bạn cái lý do tại sao các bạn cần phải học giỏi toán hơn, và tại sao các bạn cần phải học toán online thầy Huy. Được chưa? Và tiếp theo, thầy Huy sẽ dạy toán như thế nào. Ok không ạ? How, thầy Huy dạy như thế nào. Thầy Huy dạy bằng 4 cấp độ của một người thầy. Được chưa? Và nhiều bạn sẽ cũng thắc mắc là thầy ơi, tại sao thầy lại chọn nghề giáo viên vậy? Tại sao thầy lại chọn nghề đi dạy toán vậy? Thì thầy cũng chia sẻ thêm với các bạn, đó là mỗi một con người hay nói khác, mỗi một sinh vật trên thế giới này nó xuất hiện đều có một ý nghĩa. Thầy lấy ví dụ như thế này nhá. Có một con ong nó sinh ra thì công việc chính của nó là gì? Nó sẽ đi lấy mật, đúng không? Lấy mật và mang về tổ để nuôi sống nó và nuôi sống cả bầy đàn của nó, đúng không? Đấy, thì nhiệm vụ chính của con ong hàng ngày đó là đi lấy mật và về tổ, lấy mật và về tổ. Thế nhưng trong quá trình mà nó lấy mật ấy thì vô tình con ong nó lại làm thêm một công việc nữa. Không biết các bạn có biết không? Đó là công việc thụ phấn cho các loài hoa. Thụ phấn cho các loài hoa. Đó, thế thì cái việc con ong nó sinh ra trên cái cuộc đời này không phải đó là chỉ có việc đó đi lấy mật để nuôi sống cuộc đời của nó và đồng bọn của nó, mà nó còn có ý nghĩa để giúp cho các loài hoa khác đua nở đẹp hơn, Đấy. Thế thì thầy Huy cũng vậy. Ngoài cái việc thầy Huy làm những cái công việc giống như ba mẹ các bạn vẫn đi làm, đó là gì? Đó là làm để kiếm tiền để nuôi gia đình và bản thân mình, làm để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân mình, và cứ cái vòng như vậy. Nhưng ý nghĩa hơn đó là gì? Với những cái thành tích mà thầy Huy đã đạt được, thầy Huy biết chính xác có một số những cái công thức để giúp các bạn đạt được cái kết quả gần gần tựa như thầy Huy, và thậm chí các bạn có thể bứt phá hơn cả thầy Huy. Đó là những cái kỹ năng, có thể là bấm máy tính, có thể là những cái công cụ giải nhanh trắc nghiệm. Thầy Huy sẽ chia sẻ với các bạn, được không ạ? Đó, thế thì thông qua những cái video học online như này, thầy Huy có thể để lại nhiều năm sau cho nhiều thế hệ học sinh ở khắp mọi miền của đất nước Việt Nam. Các bạn ấy đều biết đến những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết, những cái mẹo đó. Và từ đó các bạn học tập tiến bộ hơn, có nhiều động lực hơn. Và đấy là cái ý nghĩa mà thầy Huy mong muốn hướng đến, để giúp đỡ nhiều bạn hơn học tiến bộ toán. Được không ạ? Đấy. Thế thì bây giờ thầy sẽ đi sâu vào cái việc đó là thế tổng quan chương trình của chúng ta ấy, thì nó sẽ gồm những cái học phần gì, nội dung gì, chương gì. Được rồi, chúng ta sẽ cùng vào nhé.